Hỏi một con người mình mà sống trong cuộc đời này mà nói rằng mình còn khỏe, mình chưa đâu, chưa chắc. Tại vì cái cơn vô thường đến, thọ mạng đến, mình đâu có biết đâu quý vị. Mình đâu có biết được là giờ nào mình sẽ chết đâu, không biết. Nên từ nơi đó mà khi cơn vô thường đến là mình sẽ hụt hẳn. Nên mỗi ngày càng phải niệm Phật, càng nghiêng về bổn nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Tại vì ở cõi này là cái cõi vô thường, rất bất tử. Rất là bất tử. Nên tất cả Phật tử mà những đức hướng dẫn Phật pháp gì phải nhớ. Cái cõi đời này vừa cái việc mà thọ mạng đến bất tử, và vừa cái việc mà vừa bình yên đó, rồi tai nạn đến với đó. Điều là mình phải chuẩn bị tư tưởng này hết. Vừa bình yên như vậy rồi tai nạn sẽ đến với mình. Gia đình đang bình yên vậy tự nhiên cái là xảy ra tai nạn. Rồi có người tu đang ổn định vậy nó tự nhiên xảy ra tai nạn. Có những con người tiếng tâm đang ầm 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 tự nhiên sụp đổ hết. Có nghĩa là tất cả việc ở trong cái cuộc đời này thành trụ hay không, đó là quy luật. Trong kinh Phật nói là thành trụ hay không à, cuối cùng là không có gì. Nên có người nghe đạo, người tu mình là nắm cái pháp tu để bản thân mình được lợi ích và hướng đến giải thoát là đúng. Còn ở cái cuộc đời này có thịnh ắt có suy, có bệnh thì phải chết, có khỏe thì có bệnh, và bệnh thì phải chết. Quy luật rất tự nhiên. Người đẹp thì một ngày nào cũng xấu. Nó theo cái quy luật quý vị, từ đứa bé đẻ ra, rồi nuôi từ từ lớn lên, rồi từ từ già, rồi từ từ bệnh, rồi từ từ chết. Nó theo cái quy luật rất là tự nhiên như vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ở cái cuộc đời này không có một cái gì mà mình đi hụt hẳn làm gì chứ. Nhớ nghe Phật tử, không có một cái gì mà mình đi hụt hẳn chứ. Tại vì ở cõi đời này thành trụ hay không, có cái gì đâu mà tồn tại. Phật nói là đi đến chỗ không mà tồn tại gì đâu. Chỉ có thế giới cực lạc là tồn tại. Chỉ có thế giới cực lạc là tồn tại. Nên chúng ta mỗi ngày nuôi cái tâm đi niệm, đi về Tây Phương cực lạc là đúng. Vì chỉ có Tây Phương cực lạc mới tồn tại. Cõi này nào là dễ tạo nghiệp nè, đủ thứ chuyện mình đi tạo nghiệp hết nè. Ý niệm tạo nghiệp, hành động tạo nghiệp, miệng tạo nghiệp, rất nhiều sự tạo tác để hình thành nghiệp. Ở cõi này là cực kỳ dễ phạm việc tạo nghiệp, vì cái nhân tố bên ngoài và cái tâm bên trong hai bên kết hợp lại rất dễ tạo nghiệp. Và ở cõi này là cái cõi mà chúng ta nào là bị người nói này nói kia nói nọ, bị người châm chích, bị người muốn hạ bệ, đủ chuyện ở trong cuộc đời này. Nên ở cái cuộc đời này không có một cái gì mà chúng ta mà bị hụt hẳn. Vì sao? Vì ở cõi này cái nghiệp duyên gì nó cũng có ở cõi này, cần gì chúng ta thì hụt hẳn. Nên những ngày tháng chúng ta sống rất bình thản. Những gì chúng ta làm thiện làm tốt được cố gắng. Còn không làm được gì cứ lo niệm Phật là được rồi. Biết đủ để thường vui bị à. Nhớ, biết đủ để thường vui. Cái gì ở cõi này mà lên đến mức tột đỉnh thì nó phải hạ xuống. Quy luật mà. Cũng như con diều khi nó bay lên cao thì nó phải hạ xuống à. Nó không có một cái gì mà tồn tại hoài. Nên những gì chúng ta làm được, những gì đương thời làm được nên cố gắng làm. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, một đời của Ngài giảng pháp cuối cùng Ngài cũng phải suy yếu và Ngài cũng phải mất đi theo cái quy luật tự nhiên. Đúng không? Nhưng cái đặc biệt của người sống có ý nghĩa là để lại một cái gì đó trong cuộc đời này. Cuộc đời mình đến đây và để lại những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Như Hòa Thượng mình đi đến đây, Ngài xây bao nhiêu kiển chùa, rồi một ngày nào Ngài cũng giáng sanh, Ngài để lại. Đó là ý nghĩa. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đến đây, rồi Ngài để lại một kho tàng Phật pháp để lại. Dù các ngài đã mất rồi nhưng các ngài vẫn sống mãi trong lòng của rất nhiều con người. Thí dụ những đức đi đến đây, những đức cũng cố gắng mỗi ngày học tập Phật pháp. Khi mình mất đi mình cũng để lại những cái gì đó trong cuộc đời, những tư tưởng gì đó trong cuộc đời.
đời của ông đó lúc ông đến đây. Ông cũng làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Con người thì nhân vô thập toàn. Dù quý vị có làm tốt cỡ nào thì cũng có người nói vậy thôi. Con người mà, ai cũng có làm lỗi, ai cũng có cái sai. Nên mình là người học đạo nhấn mạnh ngay chỗ nào? Tha thứ. Mình tha thứ cho người là mình đang tha thứ cho mình đó quý vị. Nhớ. Mình không tha thứ cho người là mình không biết tha thứ cho mình. Con người mà không có tâm tha thứ thì đây là cái móc khóa khổ đau. Con người mà có tâm tha thứ, quý vị, đây là đang mở cái chìa khóa khổ đau ra đó. Mở xiềng xích. Tha thứ là mở xiềng xích. Hận thù là khóa khổ đau. Khóa cái khổ đau lại, dính chùm với mình. Nhớ. Tha thứ là mở xiềng xích. Nên mình nghe đạo, mình có mục tiêu. Tất cả Phật tử đi về chùa mình tu đều có mục tiêu tu giải thoát. Đều có mục tiêu tu giải thoát. Nên nhiều người người ta đến người ta thỉnh tượng Phật ở chùa mình. Người ta hỏi Như Đức là con gì, con phải an vị như thế nào thế nào. Như Đức hỏi cô mỗi ngày cô làm cái gì. Dạ con niệm Phật. Nó, ở nhà cô thường dụng công tu làm sao. Dạ con niệm địa chung như thầy dạy rồi xong con lễ Phật. Vậy thì an vị Phật là như vậy. An vị Phật là gì? An vị Phật là niệm Phật, lễ Phật, đúng không? Bây giờ Như Đức hỏi quý vị là quý vị thỉnh tượng Phật về, tôn tượng Phật lên. Rồi mỗi ngày quý vị dụng công tu như thế nào? Và niệm địa chung lễ Phật. Như vậy thì lúc quý vị an vị Phật, quý vị cũng làm y rang như vậy đi, chứ làm gì nữa giờ? Còn có những người hỏi Nhân Đức là con thỉnh tượng Phật về, ngày giờ nào là ngày tốt thầy? Nhân Đức nói, Phật là bậc chí tôn vô thượng. Mà quý vị lại thỉnh được bậc chí tôn vô thượng về nhà. Như vậy thì cái việc mà quý vị tôn tượng Phật lên liền để thờ cúng, đây là cái việc quý vị làm thiện nhất và tốt nhất. Phật là bậc chí tôn vô thượng, không có ngày giờ gì mà nói là bất thiện, đều là thiện. Nói đơn giản dễ hiểu thôi. Những đức là người bình thường thôi, phàm tăng thôi. Nhưng quý vị mời những đức được đi về nhà, mà đi đến nhà quý vị là đi bằng xe. Đi đến nhà quý vị rồi quý vị vô nhà, mà quý vị chưa mời những đức là cái việc này hơi kỳ. Khi quý vị mời những đức về nhà là quý vị nên báo cho gia đình quý vị biết là hôm nay có mời thầy về, nên chuẩn bị nước nôi, đồ ăn, đồ uống đâu đó sẵn hết. Xong vừa tới nhà cái là mở cửa xe mời thầy vô. Ôi con mừng quá, con mời thầy về nhà được, mừng quá. Rồi mời vô, nước nôi này kia chuẩn bị hết. Thì giống như bị chuẩn bị thỉnh Phật về nhà, thì quý vị làm bằng thờ sẵn, làm bằng thờ hoa quả trái cây để sẵn chuẩn bị. Ngày nay thỉnh Phật đem về, vừa về tới nhà là bắt đầu là mở cái thùng ra, tôn tượng Phật lên. Có cái chổi nho nhỏ sẵn, quét 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 quét, mấy cái mút dính trên tượng Phật đồ ra. Rồi xong tôn tượng Phật lên liền. Bắt đầu gia đình rủ bạn bè tập trung đến, niệm Phật, lễ Phật một thờ. Đó là an vị Phật đúng nghĩa nhất. Rồi từ đó về sau cứ như vậy mà tu. Tất cả những vị trưởng đoàn, tất cả những người thỉnh tượng Phật giùm người ta cũng làm y rang như vậy. Đây là việc tiện lợi cực kỳ. Vì hãy ngồi suy nghĩ kỹ đi. Mỗi ngày vì niệm Phật lễ Phật để cầu sanh cực lạc. Như vậy thì an vị Phật là niệm Phật lễ Phật, chứ làm gì? Làm gì nữa giờ? Quý vị muốn làm tất cả cái gì cũng được, nhưng mà niệm Phật lễ Phật là chính. Như vậy thì niệm Phật lễ Phật là an vị Phật cho những người người ta không biết những thứ khác.
Còn nếu như bây giờ mình chỉ cách này cách kia cách nọ thì nhiều người người ta sẽ không bao giờ làm được. Nhưng Đức tin chắc 100% quý vị làm gì không có sai đâu. Riêng những Phật tử mà những Đức hướng dẫn như vậy đó. Còn những việc quý vị làm không được làm sao quý vị làm đây? Việc làm được thì ai cũng làm được, tiện lợi ai cũng làm được mà. Chỉ như vậy thì cực kỳ dễ, ai cũng làm được. Chỉ cần âm thanh niệm Phật, địa chung lễ Phật bật lên, chỉ cần một chiếc điện thoại tới vị ở nhà vị đã tu theo được rồi. Vậy là an vị Phật, từ đó về sau sáng tối cứ như vậy mà tu. Thì vị coi quá tiện không, quá dễ không? Ai cũng làm được. Phật pháp mà dạy như vậy thì ai cũng được hết. Như vậy thì vô cùng thù thắng, cực kỳ thù thắng. Nên việc này rất là quan trọng quý vị, và rất hay nữa chứ. Có một công đoạn như Đức đọc nguyên văn quý vị nghe nè. Hỏi: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Đáp: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật công đức, chị nhớ chưa, công đức nghe, công đức bằng nhau không hơn kém. Hỏi: chỗ này quả thật tôi không hiểu, vì sao người xuất gia không gần đàn bà ăn chay trường mà lại mà niệm Phật do đó rất đáng quý? Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt uống rượu mà niệm Phật hẳn nhiên là thấp kém, làm sao mà bằng nhau được? Đáp: công đức bằng nhau không hơn kém. Vì sao vậy? Người không biết bổn nguyện của Đức A Di Đà mới có nghĩ có nghi vấn này. Vì nhớ câu công đức, giữa người xuất gia với hàng cư sĩ khác nhau phước báo. Vì ngồi bình tĩnh suy nghĩ phải không? Khác nhau phước báo. Cái phước người xuất gia lớn. Nếu người này lo tu hành, làm việc lợi ích cho chúng sanh, trước nhất là quý vị thấy được cung kính, cúng dường, mọi người thương yêu quý mến, cái phước, đúng không? Cư sĩ không thể nào sánh bằng. Nhưng nếu nói về niệm Phật công đức thì bình đẳng. Công đức hoàn toàn bình đẳng. Chỉ cần người nào chân thật niệm Phật, người đó có công đức. Mà đã là công đức thì bình đẳng. Còn phước báo thì có lớn, có nhỏ. Nguyên lý này phải hiểu nghe quý vị. Nếu nói về công đức thì người xuất gia hay cư sĩ về niệm Phật cũng y gan nhau. Nhưng mà nói về phước báo thì cư sĩ với xuất gia khác nhau. Người ta xuất gia, người ta nghiêm trì giới luật, rồi người ta lo tu hành, người ta lo niệm Phật, người ta hướng đến việc thiện việc tốt, nghĩ những lợi ích cho chúng sanh. Vậy thì cái phước người xuất gia này phải cực kỳ lớn hơn chứ quý vị, đúng không? Đó, đúng rồi. Còn vị làm cư sĩ thì vị nào là được đi chơi, có vợ, có chồng, khi còn ăn thịt. Vậy thì cái việc này, cái phước vị làm sao bằng người xuất gia được? Nên quý vị đem tiền đến cúng dường cho người xuất gia vì cung kính, đó là phước chứ gì, đúng không? Nhưng cái công đức niệm Phật thì là bình đẳng. Nên mỗi một con người đều niệm được cái bổn nguyện của Phật, niệm được công đức của Phật, gọi là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Quý vị có thể niệm Phật được, dù người xuất gia hay cư sĩ đều niệm Phật được và thành tựu con đường giảng sanh. Nhớ nghe, hiểu được những nguyên lý này rồi thì tự nhiên mình mới thấy được bổn nguyện Đức Phật A Di Đà cực kỳ bình đẳng. Mong chúng sanh đều niệm Phật để ngài tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần chúng sanh này niệm Phật thì ngài tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ, chúng sanh này lúc trước có làm nhiều điều sai quấy cỡ nào, chỉ cần bây giờ quay đầu lo niệm Phật để muốn giảng sanh là ngài rước. Người bị bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia, đau đớn cung cực luôn, hãy nghĩ mình trả qua báo để tránh quả báo tam đồ. Mỗi ngày niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phật chưa rước cũng không được hờn trách, không được buồn, mà tiếp tục cứ vui vẻ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chừng nào Phật đến rước con vui vẻ đi theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ, người niệm Phật của chúng ta nếu như tín nguyện hoàn toàn hướng về bổn nguyện Di Đà, tin 100% hướng vào bổn nguyện Di Đà thì chắc chắn quý vị khi cận tử nghiệp
thì sẽ rất tỉnh táo ra đi, là sống thấy Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nha, việc này cực kỳ quan trọng luôn đó. Hãy hoàn toàn tin tưởng vào bổ nguyện, nương vào bổ nguyện chân thật đi. Bản thân những đức làm quý vị thấy nè, ngày nào những đức cũng tán thán bổ nguyện Di Đà, càng tán thán càng hưng khởi cái tâm. Những đức tin 100% những gì những đức làm trong cái cuộc đời này, dù những đức còn là phàm phu, còn làm sai, nhưng niệm niệm là con chân thật, con làm gì Phật pháp, con nhiệt tình hết mình, con từ tiền bạc vật chất con có được, con sẽ hết lòng làm việc cho Phật pháp. Những gì con làm được đều làm cho Phật pháp. Con cảm ơn Phật, con là phàm phu, con còn sai, con là một phàm tăng, nhưng con sẽ hết lòng, con đem pháp môn tịnh độ này, con sẽ nhiệt tình hết mình để làm việc cho Phật pháp. Tâm của Phật muốn độ chúng sanh, giúp chúng sanh, con nhiệt tình, con học Phật, con là đệ tử Phật, nhiệt tình làm việc cho chúng sanh. Như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày, con cực lực hết mình làm việc cho chúng sanh. Cuộc đời sau này con như thế nào cũng được, khổ đau sung sướng như thế nào tùy duyên. Con nhiệt tình từ bây giờ, còn thắng mạng này, cuộc đời còn lại sẽ nhiệt tình hết mình vì Phật pháp. Vì Phật pháp là vì ai? Là vì chúng sanh đó. Niệm niệm vì chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh. Dù là được người ta khen hay bị chê, hay là sự việc gì trong cuộc đời, cũng là vì chúng sanh mà làm. Cuộc đời mình còn lại không có chi cầu những việc cá nhân cho bản thân mình. Dù mình là phàm phu mình vẫn còn sai, nhưng khi làm việc cho Phật pháp, làm việc cho chúng sanh là cực lực hết mình, nhiệt tình mà làm. Cứ cái tâm đó mà sống, đừng đòi hỏi cao nữa, như vậy là đặc biệt rồi. Nên những đức nói rằng hiểu rồi quý vị, cuộc đời có người vô thường lắm, sống nay chết mai. Như bà cụ Tâm mà, bữa nay bà mắc bất tử thôi, yếu cái đưa vô hộ niệm ra đi liền, đúng là người niệm Phật. Vậy thì ngày mai liệm bà cụ xong, bà cụ sáng chủ nhật, những đức làm lễ rồi đưa tiễn bà cụ lên đài quả táng xong. Bà cụ đi được ngay ngày chủ nhật, duyên chắc nhiều Phật tử cũng biết bà cụ. Khi bà cụ Tâm này rất nhiều Phật tử biết mà, tại vì bà cụ đến đây thời gian rất là lâu. Nên cuộc đời có người vô thường lắm, đến với mình bất tử lắm. Nên chúng ta nên trân quý những ngày tháng chúng ta còn sống ở cuộc đời này. Nên làm gì đó trong cuộc đời này có ý nghĩa quý vị. Sanh không mang đến, chết không mang đi mà. Những gì làm được nên chân thật mà làm, nó có ý nghĩa. Cái quỷ thế gian này cuối cùng chúng ta đâu có cầm theo được đâu. Chúng ta biết dùng cái quỹ thế gian này để chuyển qua cái quỹ công đức làm việc cho Phật pháp thì cực kỳ ý nghĩa. Chùa mình những đức sống những đức thấy vui. Một ngày bây giờ hơn 2.000 người, bao nhiêu gì phải lo nhưng rất vui. Vì sao? Vì mình có cơ hội được lo cho con người. Thật sự mình có cơ hội được lo cho con người. Có cái chị kia nói, chị nói dạ con muốn mua dưa hấu để ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, cắt cho người ta dùng này kia thầy, được không thầy? Nhưng đức nói sợ bữa đó người ta ăn nhiều, người ta mắc vệ sinh này kia. Nhưng như đức suy nghĩ là như đức nói thôi mua đi, mua được thì mua đại đi, cơ hội mà, chúng sanh về người ta tu, người ta được ăn miếng dưa hấu giải khát, cứ mua cho người ta ăn đi. Mua rồi mình cứ công mình cắt, mình cho người ta dùng thôi. Ý nghĩa quá quý vị. À, mua xong rồi để cho nhà chùa bố trí ra người nào cắt dưa hấu cho người ta dùng. Cứ vậy mà dùng đi. Về chùa cho cảm giác vui, nó có việc này việc nọ vui. À,
Đó. Khi nhận thức được thì đặc biệt lắm. Sẽ biết tu phước tu duyên liền. Mà được đi về chùa cơ hội tu phước tu duyên lớn quá. Vì coi những đức làm bao nhiêu việc. Vì gặp những đức vị chỉ cần cúng dường tam bảo là những đức làm bao nhiêu việc. Không cần nói dòng do tam quốc, những gì những đức cần làm những đức làm. Trong chùa mình quá nhiều việc, vì coi một ngày những đức làm bao nhiêu việc ở trong chùa mình. Nói mà chùa mình thôi, hơn 2.000 người vì nghĩ đi. Nói mà mua đồ đạc cái này cái kia cái nọ, lo cho chúng, cho chùa, cho người. Thì lo cho con người thì niệm gì chúng sanh. Phật tử về chùa thì nhiệt tình hết lòng lo lắng cho người ta. Lây quay mai thứ bảy nữa rồi, bắt đầu cộng tu bên chùa mới rồi. Nên Phật tử nhớ, dù là thứ năm lễ, bữa nay mình vẫn đi bình thường. Thứ bảy cộng tu bình thường. Rồi chủ nhật, chương trình chủ nhật này cái này hơi đặc biệt chút. Vì nên rủ nhiều người đi, rủ chứ các cụ đồ, cụ đồ đi, trẻ em đồ được đến nghe giảng xong, được hoa hậu hát cho nghe. Này cho chùa mình là bất chợt quý vị ơi. Thế nhà đức không có suy nghĩ gì trước. Cái gì đến nhân duyên, duyên đến là đến à. Đặc biệt lắm. Con người đến với mình là duyên không quý vị? Tự duyên đến thôi. Những cái gì giúp cho chúng sanh quan hỷ, chúc được thì làm. Những gì làm cho người ta quan hỷ được thì làm thôi. Tốt mà quý vị. Nên hàng Phật tử mỗi người sanh tâm quan hỷ, mừng cuộc đời mình gặp Phật Pháp, gặp ông thầy cũng chịu tu, nhiệt tình hướng dẫn mình tu, chuẩn luôn, phương pháp tu chuẩn luôn. Không dẫn dắt rủ mình đi vòng vo tam quốc, đi đầu này đầu kia gì hết. Thì chỉ đến chùa tu thôi rồi sống về nhà, nhiệt tình với gia đình mình, sống cuộc đời có ý nghĩa, biết đủ thường vui, chân thật niệm Phật, phát nguyện đời này cầu sanh cực lạc. Chỉ có đúng một cái cầu là cầu về cực lạc. Cuộc đời con làm thiện làm tốt niệm Phật, tất cả việc gì con làm đều chỉ có một cái cầu là cầu sanh cực lạc. Đúng một cái cầu này thôi, đừng có đi cầu tùm lum có chừng té. Đúng một cầu, cầu sanh cực lạc. Vậy thì tuyệt vời rồi. Mang tâm tha thứ tất cả, tất cả những cái gì đến với chúng ta, thuận nghịch đều tha thứ hết. Không có bao giờ có gì hụt hẳn hết trơn á. Những đức nói với hàng Phật tử, bản thân những đức quý vị quý, quý mến. Nhưng những đức một ngày nào lỡ bị tai tiếng gì, quý vị không cần hụt hẳn gì. Quý vị hãy xem lại những gì những đức hướng dẫn quý vị có được lợi ích hay không. Như chủ nhật tuần trước những đức cũng nói câu này. Vì những đức biết rằng cuộc đời con người mà ở cái cõi này nhất định chúng ta phải gặp nạn, gặp này gặp kia gặp nọ đủ chuyện. Thà nói trước những vấn đề để mỗi một con người chúng ta ai cũng là điều lo tu. Thầy cũng lo tu của thầy, mà trò cũng ra tu của trò. Ai cũng là lo tu, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhiệt tình mà tu, đời này nhất định chỉ có một cái cầu là chúng ta phải cầu hướng về Tây Phương Cực Lạc. Phải cầu hướng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhớ. Làm việc không trở ngại niệm Phật không trở ngại làm việc. Làm việc gì cũng phải niệm Phật, làm việc gì cũng phải niệm Phật, làm việc gì cũng phải niệm Phật. Không có được nghĩ rằng bây giờ để tôi làm 2-3 năm xong thì tôi mới niệm Phật. Bậy. Lỡ 2-3 năm, trong 2-3 năm nó chết thì sao? Nên trong ngày tháng làm việc gì cũng phải niệm Phật, cũng phải cầu sanh cực lạc. Bất cứ lúc nào thọ mạng con đến, con đều niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ. Cái tâm như vậy thì tuyệt vời. Đừng có bao giờ nói rằng để tôi làm xong thì tôi niệm Phật. Chưa chắc. Có khi bất tử vô thường đến, sao niệm Phật đây? Nên chúng ta phải luôn luôn là nghiêng về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không có được hứa lằn hứa lùi. Đến chùa cũng niệm Phật, mà ở nhà cũng niệm Phật, ở đâu cũng niệm Phật. Không được nói rằng để con sắp xếp xong hết con vô chùa niệm Phật. Ở nhà phải niệm Phật thì mới đi vô chùa được. Ở nhà mà không niệm Phật đi vô chùa không có được. Ai muốn đi vô chùa mà ở luôn nghe Pháp mỗi ngày gì nè, để hiểu hết tư tưởng đi, rồi vô đây hoàn toàn hoan hỷ vui vẻ hết, vậy thì vô chứ ở luôn được liền. Hàng Phật tử cũng vậy, muốn dẫn người đi vô chùa mình tu, người già người khổ, quý vị hãy cho họ nghe Pháp mình đi, cho họ rèn luyện cộng tu từ từ tới lui, từ từ đi, rồi lúc đó quý vị hãy khuyên họ vô ở luôn thì chắc chắn 100% được. Chứ đừng có bao giờ mà thấy người ta khổ cái dẫn đến ở đi, ta đi gì à? Đoạn duyên thêm nữa. Đừng có làm gì giúp kiểu đó, không có trí tuệ. Phải cho người ta từ từ đi, rồi người ta thấm đi, rồi cho người ta nghe Pháp tôi đi, rồi người ta hiểu, người ta lại đây ở mới được. Nhớ nghe,
Việc này như Đức nhắc rõ ràng đó. Phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. À, thấy đời người nó, khi mà thọ mạng đến, giống như nó cấp kỳ rồi quý vị. Giống như hồi sáng chùa mình có bà cụ, cái giờ nhà Đức ăn cơm, nhà Đức chạy qua thường chơi với cụ khu yếu, nghĩa là hình như đa phần ngày nào cũng vậy luôn quý vị. Ăn cơm, lúc nào nhà Đức cũng ăn cơm trước. Ăn cơm xong nhà Đức đều chạy qua, chạy xe đạp qua khu yếu. Rồi nhà Đức ngồi chơi với cụ, nói chuyện cụ vui lắm. Lúc nào cũng đi qua là quyết chí niệm Phật giảng sanh đó cụ ơi, quyết chí niệm Phật giảng sanh đó cụ ơi, có nói gì đó. Bà cụ ngồi kế bên nhà Đức, cụ Tâm từ xưa tới giờ ở chùa thời gian cũng lâu lắm, rất là lâu. Tính ra ngày xưa nhà Đức mới xuống đây, cụ đã đến đây. Mình nhìn tất cả các cụ khi vô chùa còn khỏe, rồi từ từ già đi, rồi yếu, rồi mắt. Thấy ngồi chơi đồ sôi sỏi chút xíu, đâu tiếng đồng hồ sao, bà cụ tự nhiên yếu. Rồi mấy cô đưa cho phòng hộ niệm, hộ niệm bà cụ đi rất an tường tự tại. Xong đi lúc khoảng cỡ 8 giờ sáng ra đi rất nhẹ nhàng. Rồi trong chùa hộ niệm, những Đức thấy rằng là khi mà cái thọ mạng mà đến quý vị, mau, cực kỳ mau. Nên mỗi một người mình, khi mình còn sống ở cuộc đời này, mình phải siêng năng niệm Phật. Có một phương hướng cực kỳ chuẩn xác. Niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nhớ. Phương hướng này cực kỳ chuẩn xác. Vì khi cơn vô thường đến bất tử mình trở tay không kịp. Mấy bà cụ trong chùa là được những Đức nhắc nhở suốt luôn. Lúc nào bà cũng niệm Phật, và khi ra đi là bà đều là niệm Phật để bà đi. Như trước đó bà cụ 100 tuổi, bà yếu hộ niệm cho bà khỏe lại. Nay bà khỏe lại, bà tâm này rất khỏe, và bà đi bất giật. Có nghĩa là mỗi một con người khi thọ mạng đến, và thọ mạng chưa hết, rất rõ ràng luôn. Có những người mình cực kỳ khỏe luôn, nhưng thọ mạng mình là sống tới gì thì mình phải chết. Chết trong cách gì đó chết. Có những đứa bé mười mấy tuổi thôi, nó không bệnh đau gì hết, mà tự nhiên nó gặp tai nạn nó phải chết. Còn có những người bệnh đau nằm rề rề mà không chết, vì thọ mạng ta chưa hết. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.